Vâng, xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý nhà đầu tư về cách mà chúng ta xây dựng một cái danh mục cổ phiếu mà chúng ta theo dõi. Giả sử bây giờ chúng ta chỉ theo dõi tầm khoảng độ là 20 cổ phiếu ở trong một cái danh mục của chúng ta thôi, thì làm thế nào để chúng ta có thể là chuyển các cổ phiếu một cách rất là nhanh và thuận tiện. Thì chia sẻ với các anh chị đó là nếu mà chúng ta vào phần này, chúng ta có AAA này, xong đó chúng ta đó là chỉ chuột xuống bên dưới này, thì để chúng ta xem các cổ phiếu diễn biến ở trong một ngày đó như thế nào. Nhưng mà chúng ta gặp rất nhiều các cổ phiếu không như ý muốn của chúng ta. Đây, chúng ta gặp rất nhiều các cổ phiếu mà thanh khoản thấp này, đồ thị giá này, không có khối lượng này, thì những cái cổ phiếu này chúng ta không muốn mất thời gian. Vậy làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái danh sách mà chúng ta ưng ý? Thì hôm nay thì hệ thống sẽ chia sẻ ngắn gọn với quý anh chị để chúng ta thiết lập ra một cái danh sách rất là đơn giản để các anh chị có thể quan sát một cách nhanh gọn nhất, cũng như là sẽ phục vụ hỗ trợ tốt nhất trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào đó là gì ạ? Các anh chị sẽ vào Notepad nhé. Vì vấn đề là những cái danh sách của cổ phiếu đối với chúng ta chỉ tạo được trên cái đó là Notepad. Notepad này để chúng ta import cái dữ liệu vào, import dữ liệu vào xong đó để chúng ta theo dõi. Đầu tiên giả sử như là các anh chị lựa chọn một số cổ phiếu ở dòng ngân hàng như là Vietcombank, BID này. Các anh chị gõ xong rồi chúng ta enter nhá. CTG, SHB này, chứng khoán SSI, HCM, VND, Blue Chip có GAT, Vinamilk, VGC, Mansan, BVH, FPT, Thép Hoa Sen, HPG, Nam Kim này, dầu khí PVD này, PVS này, PVC. Giả sử nhé, đó là những cái cổ phiếu mà mang tính đại diện và mang tính cơ bản. Thì hệ thống muốn chia sẻ với các anh chị để chúng ta thiết lập những cái danh sách mà chúng ta để theo dõi thôi, để chúng ta có thể chuột lên chuột xuống một cách rất là đơn giản. Thì sau khi mà các anh chị đã tạo lập những cái danh sách, những cái cổ phiếu mà chúng ta đã theo dõi như này rồi, chúng ta sẽ ấn vào đó là file, chúng ta save vào nhé. Và chúng ta anh các anh chị có thể lưu ở một file nào đó, hoặc chúng ta lưu ở phần mềm desktop này. Các anh chị lưu là cổ phiếu, các anh chị lưu theo cái tên của mình nhé, dễ nhớ, có thể cổ phiếu theo dõi này. Vâng, các anh chị đã lưu ở desktop rồi, thì bước tiếp theo sẽ làm thế nào? Thì chia sẻ với các anh chị bước tiếp theo đó là chúng ta, như lúc nãy em chia sẻ với các anh chị, là chúng ta sẽ vào phần view này, xong đó chúng ta sẽ vào phần symbol. Symbol ở đây là nghĩa là cái ký tự đặc biệt. Thì các anh chị vào cái phần đó là có đã hiện ra này nhé, các anh chị vào phần what need này, các anh chị vào phần what need, xong đó các anh chị vào phần need không này, có thể need không, need một hay như thế nào đó tùy tên các anh chị này. Sau đó là các anh chị sẽ ấn vào phần đó là phần import. Import nghĩa là chúng ta sẽ nhập cái dữ liệu của chúng ta vào. Thì chúng ta chọn là ok này. Ok nghĩa là cái dữ liệu lúc đầu đó là chúng ta lưu ở phần desktop đúng không ạ? Đó là cổ phiếu theo dõi đúng không ạ? Và các anh chị lưu ý nhá, chúng ta sẽ chọn đuôi TXT nhé, để có thể là sẽ hiện lên ạ. Đây ạ, cổ phiếu theo dõi này. Các anh chị lưu ý ạ, chúng ta sẽ chọn cái đó là chọn cái phần desktop cổ phiếu theo dõi. Các anh chị lưu ý là vì Notepad có đuôi chấm TXT, thế nên là chúng ta sẽ lựa chọn đuôi TXT và chúng ta ấn Open. Open là chúng ta đã được ra được một cái danh sách ạ. Chúng ta đã ra được một cái danh sách này rồi đúng không ạ? Đây là danh sách các cổ phiếu mà vừa lúc đấy là chúng ta gõ vào này. Vâng, các anh chị có thể thay đổi tên đó là bằng các anh chị nháy đúp chuột phải này, nháy đúp chuột trái này, cổ phiếu này. Sau đó là các anh chị đánh vào nó cổ phiếu theo dõi này. Đây ạ, mỗi khi mà chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần vào đây đó, chúng ta là Vietcombank này, BID, CTG, thì tất cả nó sẽ hiển thị ở bên này á, rất là đơn giản và hỗ trợ cho chúng ta. Đây ạ, rất đơn giản và hỗ trợ cho chúng ta đưa ra cũng như là theo dõi biểu đồ một cách theo ý muốn của chúng ta, một cách rất là đơn giản để chúng ta có thể tạo danh sách. Và như thế này thì việc mà chúng ta đối với cái việc mà chúng ta theo dõi danh sách như thế này thì chúng ta sẽ không bị mất quá nhiều thời gian, vì trên sàn có khoảng 700 mã. Nếu mà chúng ta cứ click chuột vào đây ạ, click chuột vào đây này, xong đó chúng ta kéo đi kéo lại thì chúng ta mất rất nhiều thời gian và rất nhiều các cổ phiếu mà chúng ta không
không muốn theo dõi nhưng mà vẫn hiện lên, thì thay đó là chúng ta tạo ra một cái danh sách nhỉ. Danh sách này các anh chị lưu ý là trước khi mà chúng ta đưa ra bất kỳ một cái quyết định gì ấy, mà chúng ta càng theo dõi kỹ thì cái việc xác suất thành công của chúng ta sẽ là càng cao. Vâng, rất là đơn giản đúng không ạ? Vâng, trong bài học này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư về cách mà chúng ta thiết lập cái danh sách các cổ phiếu đáng theo dõi rất là đơn giản. Vâng ạ, xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những cái bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.